tên gọi xít sao, không thừa không thiếu ăn vào ngọt thơm. Ui, quả gì nó ăn vào nó ngọt thơm? Quả mít ăn vào nó ngọt nó thơm. Nghĩ tới đã thấy thèm rồi. Nhưng mà quả dưa hấu nó cũng ngọt thơm mà. Quả xoài nó cũng ngọt thơm mà. Nhiều quả ngọt thơm lắm. Này này, phải xem đề bài này. Đề bài này, trái gì? Cái tên gọi này, nó có tên gọi này. Tên gọi xít sao. Xít sao tức là nó rất là gần. Ví dụ như là có quả nào tên là gần không? Gần không có. Ví dụ là, ở dưới. Ở dưới là không thừa không thiếu. Không thiếu. Vừa phải. Quả vải. Quả vải. Đúng. Quả vải. Đúng rồi. Quả vải thì đâu phải là không thừa không thiếu đâu. Không thừa không thiếu tức là vừa đủ. Vừa đủ có thể là quả đủ. Quả đủ đủ. Đúng rồi. Đúng rồi. Thông minh. Anh nhưng mà này này, quả đủ đủ liệu có đúng không nhỉ? Câu hỏi tôi biết hỏi ai? Tôi không biết. Nhưng mà không sao, trả lời được là được. Ôi, ai, quay lại đây. Nhìn này. Ui, cái gì, cái giày. Cái giày gì nào? Này, không phải, quan trọng là có tờ giấy nữa. Giống cái tờ giấy này, mình nhặt đây này. Quả đu đủ. Đúng luôn. Thông minh. Rồi. Chúc mừng bạn đã trả lời đúng. Đi về phía bên trái 50m để nhận phát thưởng. Yeah, phát thưởng. 50m. Bên trái đây. Khoan. Bên này, bên trái, bên này. 48, 49, 50, đây rồi, con hiếp ơi. Lại có giấy. Có giấy tiếp. Gì? Điểm đến 50m, tại đây. Đây là cái nhà. Nhà kia. Ui, kia. Bổ vào. Đây. Phần thưởng của bạn bên dưới ruộng khoai. Tìm ruộng khoai nữa. Nhưng mà được cái xẻng này. Được, mang cảm đi. Khoai đây. Khoai. Ây dùi. Phần thưởng ở bên dưới. Đào đi. Phần thưởng đây à? Có mấy củ khoai tây. Các cậu thông minh đấy. Câu hỏi khó như thế mà vẫn trả lời được, chứng tỏ là trí tuệ không tầm thường một tí nào. Nhưng vẫn thua tớ với anh gấu đỏ. Thua là thua thế nào? Thế các cậu có dám thử tài trí tuệ tinh mắt quẩn với tớ với anh gấu đỏ? Mày nói bé bé này, bắn hết nước miếng vào mặt tao rồi. Chơi thì chơi, tao sợ mời rắc. Ngày hôm nay thì gấu đỏ sẽ tổ chức một trò chơi dành cho quần im, hà sam và cỏ để xem ai sẽ là người nhanh mắt nhất và thông minh nhất. Đầu tiên, bọn em hãy oản tù tì đi để chọn ra cặp đấu đầu tiên. 1, 2, 3. Cỏ bị loại. Hà sam với lại quần im sẽ là cặp thi đấu đầu tiên. Em tiên sam thắng em bị loại hả anh? Thì em chơi lượt sau. Lượt chơi đầu tiên của hà sam và quần im bắt đầu. Tìm chữ nở, chữ nở đây. Sai rồi em ơi, chữ nở trong chữ mờ này cơ. Sao đóng chữ mờ thế? Chỗ nào gợi ý cho em? À, đâu còn lâu anh mới nói. Đây là mày thi đấy anh thi à? Rồi Hà Sam cần tìm đến rồi đấy các bạn ơi. Em sao rồi? Quân Níp tìm đến đầu tiên, Quân Níp là người chiến thắng vòng này. Chẳng qua là cái chữ nở này ngay cạnh quân híp này thôi, còn nếu hơi mà nó ở giữa là em tìm thấy lâu rồi. Các bạn có nhìn thấy ai đâu không các bạn? Đây là quân híp và đây là cỏ. Quân híp đang làm gì đây hả cỏ? Ui giời ơi, quân híp béo ok đang bắt nạt em này, kéo áo để còn rách áo rồi. Đây là ở trong hình thôi, chứ ở ngoài thì tao làm gì dám bắt nạt mày. Rồi bây giờ là lượt chơi của quân híp và cỏ. 1, 2, 3, bắt đầu. Khác biệt nhất, ui giời ơi.
đâu nhỉ? Cái nào cũng giống nhau anh em, xem nhìn cái nào cũng bắt. Cái nào cũng bắt nạt thế này thì không có cái nào mình bắt nạt ngược lại quần hiếp à? Không có thể là anh một bạn nào đấy sẽ có cái răng nó bị đen, bị sâu răng đấy. Nhìn răng à? Răng thì có mấy răng của cò nữa hả? Thôi các bạn ơi, đây này. Cò đang há mồm, còn quân ít cũng đang há răng. Khó thế nhỉ? Ai sẽ là người tìm thấy đầu tiên đây? Ai sẽ là người tìm thấy đầu tiên đây? Ôi, điểm khác biệt nó là ở chỗ nào đấy? Đây rồi, anh ơi em tìm thấy rồi. Em đi tất bên này màu trắng, bên này màu vàng à, còn những cái bức này là em đi màu trắng hết à, đúng không? Đúng rồi. Đây các bạn ơi, nhìn hình này là hai cái tất màu trắng này, nhưng mà hình này một tất màu vàng, một tất màu trắng. Như vậy trong lúc quân hiếp đang hỏi thì cò đã là người tìm ra, cò là người chiến thắng. Bây giờ cò sẽ thi đấu với Hà Sam lượt tiếp theo. 1, 2, 3 bắt đầu. Tìm hình khác biệt nhất. Đây là chữ tò mà có mắt. Có mắt mà lại có mồm luôn. Tò. Đây là chữ cái alphabet lo. Alphabet lo à? Tò. Em biết rồi, ngày xưa em đã từng làm chữ alphabet lo, chắc chắn là em sẽ giành chiến thắng. Quan trọng là tinh mắt hay không thôi. Chữ tò. Wow, từ nó có quá đơn giản các bạn. Ngay, không có chữ tò nào mà không có con mắt cả. Nếu mà nó không có con mắt nó mới là khác, còn nếu nó có mắt là như nhau hết anh ạ. Thế thì em tìm xem là chữ tờ nào mà có con mắt bị bịt mắt. Không, em nghĩ khác, em nghĩ là mồm nó cười như thế này chắc chắn sẽ có một cái mồm nó khóc. Nope. Đúng rồi, đây là có một cái chi tiết mồm rất là bé đúng không? Đúng rồi. Đây rồi anh ơi, đây rồi. Chữ mắt nó ngược cái bên này, mắt chữ tờ nó ngược cái kia. Anh ơi, em còn nhìn thấy cái mồm nó còn khác này, thế là em từ đâu có điểm? Em sai rồi. Chạm hơn cỏ, cỏ là người tìm thấy đầu tiên. Thế là cỏ lại được thêm một điểm nữa các bạn ơi. Cỏ một điểm rồi, thêm một điểm nữa. À, cỏ được 2 điểm, Hà Sam được 0 điểm và Quân Hiếp được 1 điểm. Được chơi tiếp theo. Tìm số 5. Toàn số 2 này nhỉ. Sao đây em? Quá hết mắt anh ơi. Chưa thua đây. Nhìn vào đây nhiều quá, loạn hết cả mắt các bạn ạ. Để xem ai sẽ là người tìm thấy đây. Hoa mắt nhưng mà vẫn nhìn thấy tinh nắng. Vậy là Quân Hiếp đã tìm thấy số 5. Thế là Quân Hiếp được thêm 1 điểm nữa các bạn ơi. Như vậy là Quân Hiếp bằng điểm với cò, được 2 điểm rồi. Đấy các bạn ơi, có mỗi em là chưa được điểm nào thôi. Cố gắng lên. Đoán tên logo. Tìm chữ mình còn nhìn thấy logo thế này thì chịu rồi. À, riêng cái hình này thì mình biết các bạn ạ. Đây là hai con bò húc, tức là bò húc, nước bò húc ấy các bạn. Hôm nào mình chả uống. Đúng không anh? Sai rồi. Lại sai. Đoán đi. Đoán tiếp tục đi. Tớ cho cậu ngồi đây 5 tiếng để đoán đấy. Thôi chả đoán. Cái này có phải là Red Bull đúng không anh? Đúng rồi, nước uống tăng lực Red Bull. Em nói bò húc, đấy là chỉ là tên em hay gọi thế thôi, chứ thực ra nó không phải là bò húc đâu. Tên chính xác của nó là Red Bull. Như vậy là Hà Sam đã được 1 điểm đầu tiên. Phải ghi số to mà anh ạ. Đấy, to. Sao? Mình được 2 điểm nhiều hơn. Tìm 2 điểm khác biệt. Ui, gái kia, sao lại tự dưng lại cho mặt em lên đây? Mặt này xinh mà Hà Sam đấy. Hà Sam biết nhảy hip hop này các bạn ơi. Cò phá rồi các bạn. Em chấn động. Rồi 1, 2, 3 bắt đầu. Ôi, đang há mồm nhe răng. Anh ơi, đang ke đầu. Có đi dài hay à, em thấy rồi. Thấy rồi. Đây cái gì? Cổ. Cái này có cổ. Cái này có tay. Cái này. Cái tay. Bên này có tay và bên này không có ngón tay. Đúng rồi. Tìm thấy rồi. Có 1 điểm nữa mà. Phải tìm ai tìm được 2 điểm nhanh nhất mới là người chiến thắng. Đây, em nhìn thấy rồi anh ơi. Đây. Cảm ơn Hà Sam nhá. Cái bên này có tay này, bên này không có. À, bên này có tay này. Bên này không hở người này, bên này hở người này. Em tìm được 2 điểm rồi nhá. Nhẽ ra em tìm thấy 1 điểm rồi, em phải giữ ở trong đầu. Chứ em chưa gì em nói ra, thế là cò biết được 1 điểm nữa, thế thành 2 điểm rồi. Mày nhờ Hà Sam tìm cho, không em nhìn mãi không ra. Thế là cò được 1, 2, 3 điểm.
Hà Sam 1 điểm và Quân Híp 2 điểm các bạn nha. Cuộc thi càng ngày càng gay cấn rồi, để xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tìm hình khác biệt nhất. Ở đây là Mario. 1, 2, 3 bắt đầu. Mario thì quá quen thuộc với em. Tìm này sở trường rồi. Thế nào? Thế nào? Cố lên, cố lên. Chưa thấy khác chỗ nào anh ạ. Cố lên. Anh ơi, đây rồi. Chắc mũ này, chắc dâu này. Quân Híp là người tìm ra đầu tiên hình này các bạn nha. Đúng không anh? Đúng rồi. Tiếp theo em thêm được 1 điểm nữa Quân Híp. 1 điểm nữa. Đấy. 3 điểm rồi. Bây giờ lượt tiếp theo là Quân Híp trận đấu với Hà Sam. Lượt chơi tiếp theo. Đoán tên logo. Đoán tên logo thế này thì... Đoán đi. Con này là con gì? Con này là con hổ. Nước tăng lực hổ văn, đúng không? Nhìn thế nào mà em lại nhìn ra nước tăng lực hổ văn? Thế lúc nãy câu trước là nước tăng lực Red Bull, bây giờ là trả nước tăng lực hổ văn. Con này là con hổ. Đại rồi. Này, trong khi con này là con báo cũng này, cậu đoán là báo đi. Báo đốm. Báo đốm. Ừ, báo đốm. Còn biết thì thôi, đừng có đoán linh tinh. Sở trường đoán logo là của Hà Sam. Thế cậu đoán đi. Đây chính là gì? Hình của Mr. Beast. Các bạn ơi, các bạn có thấy đúng không? Các bạn nếu mà các bạn đã từng xem Mr. Beast rồi thì các bạn thử xem là cái này là Hà Sam nói là có đúng không nào. Đúng rồi, anh chấm đưa cho Hà Sam thêm 1 điểm nữa. Đúng rồi, gì nữa? Đúng rồi. Cò 1, 2, 3. Hà Sam 1, 2. Quân Híp 1, 2, 3. Như vậy Quân Híp với lại Cỏ đang dẫn đầu bằng điểm nhau. Còn Hà Sam vẫn thua. Tiếp tục tìm số 9. 1, 2, 3 bắt đầu. Số 9. Đây. Anh ơi, em đã vận dụng trí óc của mình. Em sẽ tập trung và mắt em nó phải kiểu như là ý là nó nhìn này này. Nhìn như thế này. Khi mà em nhìn như này nhá, tất cả những cái chữ nào mà nó khác biệt nhất nó sẽ hiện ra trong mắt em. Em tìm luôn. Cỏ còn chưa kịp hình dung ra như thế nào đã thua rồi các bạn. Áp dụng vận công luôn đi em. Các em đã sẵn sàng chưa? Lượt chơi này dễ lắm. Anh chỉ cần bỏ tay ra cái là bọn em nhìn thấy ngay. Ai mà đoán được nhanh là người chiến thắng nhá. 1, 2, 3 bắt đầu. Tìm chú mà đây là chú quên kiếp mà. Anh ơi, quá đơn giản, anh chỉ cần lật ngược hết chỗ này lên là nó thành chú mờ hết. Không, không cần lần ngược vẫn có thể tìm được chữ mờ cơ. Chữ mờ bên kia. Đấy rồi. Quân Híp lần này nhanh đấy. Sở trường mà anh. Quân Híp thêm 1 điểm nữa. 1 điểm. 1, 2, 3, 4. Dẫn đầu rồi. Quân Híp là người dẫn đầu đó các bạn ơi. Chỉ còn 2 lượt chơi nữa thôi sẽ tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Quân Híp đang dẫn đầu tỷ số với 4 điểm. Cỏ với Hà Sam đang ngang bằng nhau. Liệu ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Các bạn hãy bình luận cho chúng mình biết với nha. Các bạn ơi, bây giờ Hà Sam mới cũng đang có 3 điểm thôi. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Hà Sam, để Hà Sam ấy có thể tinh mắt nhìn được các đáp án tiếp theo và có thể trở thành người dẫn đầu nha. Em làm gì Cỏ? Em đang vận dụng trí óc để cho nó thông minh tinh tường, nhanh tay nhanh mắt để nhìn mặt. Bắt chiếc Hà Sam các bạn ơi. Rồi, chuẩn bị nhá. 1, 2, 3 bắt đầu. Tìm số 8, ôi là tìm số, đơn giản quá. Số 3. Chốt đây, số 8 đây anh ơi, số 8. Sao mà nhanh thế, em còn chưa nhìn hết dãy số 3 tìm ra rồi. Chứng tỏ là có tinh mắt đấy, đúng không? Em là người chiến thắng tiếp theo. Rồi ôi, quá đẳng cấp luôn. Wow, thế là Quân Híp 4 điểm, có 4 điểm, chỉ có Hà Sam là có 3 điểm nữa các bạn ơi. Các bạn bấm đăng ký kênh ủng hộ Hà Sam đi, không Hà Sam biết đến nơi rồi. Càng về cuối chúng mình càng bí ẩn. Bây giờ Quân Híp đang che lại rồi. Hà Sam với lại Cỏ đang rất là chăm chú. Nếu như lượt này mà Cỏ chiến thắng thì Cỏ sẽ là vô địch. Còn nếu mà Hà Sam chiến thắng thì tổng điểm của 3 người sẽ bằng nhau. Các bạn đoán xem lượt chơi này ai sẽ là người
thắng cuộc. Mình đang lo lắng quá các bạn ơi. Lần này ấy, nếu mà cò là người chiến thắng thì cò là người thắng cuộc, còn mình là người bét các bạn ạ. À. Còn nếu mà ấy, lần này mình thắng thì mình mới đang là tỷ số hòa thôi. Và chúng mình sẽ bước vào một cuộc thi kiểu như là cuối cùng các bạn ạ. À. Vậy thì các bạn thích ai thì hãy bình luận cho chúng mình biết với nha. Nào quân hiếp ơi, sẵn sàng chưa em? 1, 2, 3, bắt đầu. Bắt đầu. Tìm số 8. Tìm số 8. Cò vẫn đang vận công, vận công. Vận nữa đi em. Em biết rồi, đây tại ngay cạnh Hà Sam còn không, còn lâu. Trong khi cò đang vận công thì Hà Sam đã tìm thấy số 8 rồi các bạn ơi. Rồi, thế là tỷ số bằng nhau. 1, 2, 3, 4. Trải qua 12 hình đấu vui nhưng mà vẫn chưa tìm được ai là người thông minh nhất. No. Thế thì bây giờ sẽ là một câu hỏi cuối cùng quyết định ai sẽ là người tài năng trí tuệ nhất các bạn nhá. Các em chuẩn bị chưa? Rồi. Nghe kỹ câu hỏi này. Cái gì ở dưới đất nhưng mà chúng ta không thể nhặt lên? Cái bóng. Chính xác. Của mình là người chiến thắng. Chúc mừng em là người chiến thắng cuối cuộc hôm nay. Thế quà của em đâu? Đây, tôm hùm Alaska. Hả? Con này á? Đùi gà rán. Ôi, này có đùi gà rán nữa. Nhưng mà đây là gấu bông, làm sao mà ăn được? Thế em có lấy không? Không, ra anh. Còn các bạn ở nhà, các bạn trả lời được bao nhiêu câu hỏi, hãy bình luận cho chúng mình biết với nha. Còn bây giờ, video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi, bye các bạn.